Các bạn thân mến, mở đầu video này mình sẽ nói một lời là khuyên cáo là các bạn không nên làm theo và các bạn chỉ tham khảo thôi. Đó, thì các bạn có thể thấy là đây là cái giai đoạn mà trứng đã mổ mỏ và con chim con ở trong nó mổ vỡ quả trứng. Thì mình xin giới thiệu là tại sao các bạn cứ bảo là chim cu gáy nó ấp bao nhiêu ngày và nhìn như nào để biết được trứng có đạt hay không. Thì thường các bạn nên nhớ là đến ngày thứ 13 nó sẽ nở. Và đến ngày thứ 10 nó bắt đầu là chim bắt đầu có cái độ ọc ạch. Con chim nó đã ọc ạch ở bên trong và nó có cái khi các bạn cầm quả trứng mà dí vào tai của mình thì bắt đầu đã có thấy tiếng chú chim non cựa quậy ở bên trong. Đến ngày thứ 11, ngày 12 là rõ ràng nhất. Và đặc biệt ngày thứ 13 thì đây là chúng đã mổ mỏ. Thì về cái màu sắc thì các bạn thấy là đây là màu trắng xanh nhạt. Còn nếu những quả trứng ung thì các bạn nhìn kỹ là nó khả năng nó gần giống như màu này. Cái mặt chỗ này là nhiều chỗ này nó hơi đó, hoặc là nó màu kiểu như màu mình cứ hình dung như trứng vịt mà nó bị dính nước ấy. Đấy, trứng ung nó như vậy. Nó trắng và nó có những cái nghĩa là đặc biệt là nếu mà không có phôi thì nó sẽ bị nắc. Trứng ung thì các bạn biết rồi, màu nó khác. Còn nếu mà trứng có phôi mà đến ngày chuẩn bị nở hoặc là đến ngày thứ 8 rồi đi là nó màu sẫm. Nó sẫm trứng. Đấy, nó sẫm trứng các bạn nhá. Đấy. Thì hai quả trứng này mình đưa lên tai thì mình đã nghe thấy những chú chim. Những chú chim ở bên trong ọc ạch rồi. Đó. Thì chim cu gánh thì là nó ấp 13 ngày thì nở. Và các bạn không nên làm theo clip này bởi vì đây là cái cặp trứng của cái đôi chim mà nó đã quá thuần thục rồi. Đâm ra các bạn không thể làm theo được mình. Mình chỉ nói ra để mình minh họa. Đây quả trứng nó đã mổ mỏ và chú chim con ở bên trong nó đã ọc ạch muốn ra rồi. Khả năng từ đến tối hoặc sáng mai nó sẽ nở cả hai quả. Nó cũng mổ mỏ như gà đấy thôi. Thì các bạn nên yên tâm là nên có những cái kiến thức nhất định để mà đón nhận những chú chim non của mình chào đời. Đây là một clip chia sẻ để cho các bác tham khảo và các bạn có những cái khoảnh khắc trong cuộc sống và những cặp chim cu gáy mổ mỏ là như vậy đó. Và mình cũng là bán trứng cho các bạn, nhưng mà trứng của mình khuyến cáo các bạn khi mua mình chỉ bán cho các bạn ở giai đoạn là mới đẻ thì nó trứng phôi trứng nó sẽ sống được khoảng 3-4 ngày và mình bán trứng cho các bạn ở cái giai đoạn là ấp đến ngày thứ 10, có nghĩa là phôi trứng nó cũng đã là thành con nhúc nhích rồi. Ngày thứ 10, ngày thứ 11 thì các bạn chuyển trong ngày, thì đặc biệt các bạn miền Bắc thì mình chuyển trong ngày thì phôi nó sẽ không bị hỏng. Nếu như các bạn chuyển vào các ngày thứ 6, thứ 7 hoặc là trở về ngày thứ 4 thì nó sẽ bị vỡ trứng do quá trình vận chuyển nó nắc hoặc là thiếu nhiệt độ. Đấy, nên là các bạn nên nhớ là khi chuyển trứng là mình sẽ, nếu như có trứng đảm bảo thì mình sẽ chuyển cho các bạn, còn không thì hẹn lứa sau. Cái clip này mình giới thiệu về cái số lượng ngày ấp là 13 ngày và cái phát hiện trứng nó sắp nở là nó sẽ sẫm lại. Và đặc biệt là mình sẽ bán cho các bạn những đôi trứng, bởi vì nếu như các bạn nuôi chim Pháp hoặc là có những các bạn không có chim giống thì mình sẽ bán cho các bạn những đôi chim trứng như này và các bạn thả vào nó sẽ ra được những đôi chim non và các bạn có thể bắt đầu từ đó. Cảm ơn các bạn. Nếu như cái clip này bổ ích thì các bạn sẽ like, comment hoặc là tương tác với mình qua số điện thoại 0163 5305 982 và các bạn có thể đặt những cặp trứng mình hứa sẽ đảm bảo trứng chất lượng cho các bạn. Các bạn thấy bổ ích các bạn có thể đăng ký kênh của mình. Ok, thân ái chào tạm biệt.